chào mừng bạn đến với sách tóm tắt. Bạn thân mến, người giàu thực sự có suy nghĩ và lối đi mà người nghèo chưa bao giờ nghĩ ra. Điều này do môi trường, thái độ và tinh thần học hỏi cầu tiến của mỗi cá nhân quyết định. Cuộc đời nếu có những quy tắc để người giàu trở nên ngày càng giàu, thì bất kỳ ai có tinh thần cầu tiến đều có thể lĩnh hội, học hỏi, làm theo để thay đổi hoàn toàn vận mệnh của mình và của nhiều đời sau này. Sách tóm tắt xin trích dẫn những quy tắc vàng này giúp bất kỳ ai đang có khao khát sẽ tình ngộ, được khai sáng và đạt được những gì mình muốn. Đầu tiên là 4 quy tắc khác thường mà người giàu tuân theo, trong khi hầu hết chúng ta lại không, bằng cách quan sát và học hỏi từ thói quen của những người giàu. Tôi đã kiếm được 1 triệu đô la đầu tiên ở tuổi 27. Dưới đây là 4 quy tắc không phổ biến mà người giàu tuân theo, trong khi hầu hết những người khác thì không. Tôi không phải lúc nào cũng giỏi về tiền bạc. Tôi luôn phải học cách tồn tại. Tôi lớn lên trong một gia đình người Hoa nhập cư, với cha mẹ rất tận tâm nhưng cũng vô cùng tiết kiệm, nơi việc cắt phiếu giảm giá và tái sử dụng túi ni lông là chuyện hết sức bình thường mãi cho đến khi bắt đầu sự nghiệp ở phố Wall. Tôi mới nhận ra rằng những người siêu giàu ít quan tâm đến việc tận tiện và tiết kiệm, thay vào đó họ tập trung hơn vào việc đầu tư vào phát triển sự giàu có của mình bằng cách quan sát và học hỏi từ thói quen của họ. Tôi đã kiếm được 1 triệu đô la đầu tiên ở tuổi 27. Dưới đây là 4 quy tắc không phổ biến mà người giàu tuân theo, trong khi hầu hết những người khác thì không. Quy tắc số 1: ngừng lo lắng về việc gây ấn tượng với mọi người. Người giàu dồn phần lớn khả năng chi tiêu của mình vào việc mua tài sản, những thứ giúp họ kiếm tiền theo thời gian, thay vì tiêu sản, những thứ khiến họ tốn tiền theo thời gian. Chẳng hạn, thay vì mua một chiếc Lamborghini hào nhoáng và mất đi 1/3 giá trị, ngay khi bạn lái xe đi, một người thực sự giàu có sẽ lấy số tiền đó mua một căn hộ 2 tầng, dành cho 2 gia đình và cho thuê. Họ không quan tâm bạn nghĩ gì về họ hay bạn có ấn tượng hay không. Thay vào đó, họ vui khi bạn trả tiền thuê nhà cho họ. Quy tắc số 2: có tư duy thịnh vượng. Rất nhiều người có tư duy khan hiếm thường xuyên có cảm giác rằng chúng ta sẽ không bao giờ có đủ tiền, rằng chúng ta phải tích trữ từng xu cuối cùng. Vấn đề với lối suy nghĩ này là nó có thể khiến mọi người trở nên rất cạnh tranh với những người có hoàn cảnh tài chính tương tự. Vì vậy, bạn dành toàn bộ thời gian và sức lực của mình đi tranh giành tài nguyên với những người ở dưới cùng của kim tự tháp, thay vì cố gắng lật đổ những người ở trên cùng. Người giàu có tư duy thịnh vượng vì họ biết mình sẽ có khả năng thanh toán các hóa đơn nên họ không lo lắng. Điều này mang lại cho họ quyền tự do quyết định xem họ muốn làm gì với thời gian của mình, thay vì chỉ tập trung vào những gì họ cần làm để tồn tại. Quy tắc số 3: tư duy theo chủ nghĩa lâu dài. Người giàu hiểu rằng đôi khi mọi thứ cần có thời gian và họ sẵn lòng chờ đợi. Họ là những vị vua và nữ hoàng của sự hài lòng chậm chạp. Chẳng hạn, một người giàu không cảm thấy có vấn đề gì khi gửi tiền vào tài khoản hưu trí. Số tiền mà họ đầu tư vào tài khoản hưu trí trong năm nay sẽ bị giới hạn cho đến khi họ 59 tuổi. Nhưng họ biết rằng mình chỉ là không thể tiêu số tiền đó bây giờ, chứ không phải là nó đã biến mất. Và họ càng chờ đợi lâu thì sau này họ sẽ càng nhận được nhiều tiền hơn. Quy tắc số 4: chia sẻ, trao đổi và chống lưng cho nhau. Người giàu được biết đến là người thông minh nhất trong nhóm bạn của họ, người có gu thẩm mỹ tốt nhất, người đi đầu trong mọi xu hướng. Bạn sẽ thường nghe họ nói những điều như: tôi có nhân viên xử lý việc đóng thuế tuyệt vời này, bạn nên làm việc với họ. Tôi đã tìm thấy quán bar phục vụ cốc tai ngon nhất, bạn phải thử rượu martini. Tôi đã tham gia câu lạc bộ đồng quê tuyệt vời nhất và tôi cũng sẽ tài trợ cho bạn tham gia. Họ nhận ra rằng khi họ cởi mở về kiến thức của mình, người khác sẽ có xu hướng chia sẻ những gì họ biết nhiều hơn. Đó là một dạng khác của tiền tệ. Đó cũng là lý do vì sao những người giàu thích đề bạt những người bạn thân của mình
quá trình suy nghĩ của họ là tôi không đủ tiêu chuẩn cho công việc này, nhưng bạn tôi thì có. Và khi cô ấy ở vị trí đó, cô ấy sẽ là người đáng tin cậy nhất. Sau đó, ngay khi cô ấy ở vị trí lãnh đạo, tôi cũng sẽ tự động được tham gia vào toàn bộ mạng lưới đó. Đúng, đó là vì họ muốn thấy bạn bè mình thành công, nhưng cũng là vì họ đang suy nghĩ một cách chiến lược và lâu dài, bởi họ có những người đáng tin cậy nhất hợp tác với mình, dù thời tiết hay thời điểm có thế nào. Với các tỷ phú, công việc luôn được ưu tiên hàng đầu. Tỷ phú Mark Cuban đã từng nói, nhiều công ty và cá nhân thất bại không phải vì thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm, mà vì thiếu đi sự cố gắng. Điều này có thể thấy trong rất nhiều tấm gương thành công. Điển hình như Mohamed Diouzi là giám đốc điều hành của tập đoàn METL và là tỷ phú trẻ nhất châu Phi. Ông từng chia sẻ quan điểm hãy không ngừng cố gắng để đạt được sự xuất sắc trong cả sự nghiệp lẫn cuộc sống. Đừng bao giờ chấp nhận sự tầm thường. Hãy thiết lập những tiêu chuẩn cao, không ngừng nỗ lực và đến một lúc nào đó, sự cố gắng của bạn sẽ được đền đáp. Hay như hai chị em ngôi sao quần vợt Serena và Venus Williams đều có thói quen bắt đầu luyện tập mỗi sáng từ khi 8 tuổi. Cựu CEO của Yahoo, Marissa Mayer, từng làm việc tới 130 giờ mỗi tuần khi còn làm việc tại Google. Có thể thấy, những doanh nhân thành công thường xây dựng những mục tiêu hợp lý và đều đặn thực hiện chúng hàng ngày trong thời gian dài. Theo thời gian, những hành động này trở thành thói quen không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của họ và cuối cùng chúng đem lại những thành tựu lớn. Phần 1. Năng lực và cố gắng thôi chưa đủ, bạn cần nền tảng quan trọng nhất. Tỷ phú George Soros, nay đã 93 tuổi, đã đặt mức độ quan trọng của sức khỏe cá nhân lên hàng đầu trong quá trình đạt được thành công. Ông nhấn mạnh rằng, ý tưởng của bạn sẽ gặp khó khăn nếu bạn không có đủ năng lượng về cả thể chất lẫn tinh thần. Để quản lý một đế chế kinh doanh đạt giá trị hàng tỷ đô la Mỹ, trước hết, tình trạng sức khỏe là yếu tố không thể thiếu. Sami Besic, chuyên gia thể lực và huấn luyện viên của nhiều tỷ phú, khẳng định, tôi tin rằng trong thời đại hiện nay, để đạt được sự xuất sắc, bạn cần phải duy trì sức khỏe và thân hình cân đối. Các phương pháp giảm căng thẳng, chế độ ăn uống lành mạnh và việc tập thể dục đều đặn sẽ giúp bạn duy trì sức khỏe để có thể thực hiện những kế hoạch đã đặt ra. Hãy nhớ rằng, ngay cả khi bạn đang theo đuổi giấc mơ, sức khỏe vẫn đứng ở vị trí quan trọng nhất. Phần 2. Hãy ăn mừng cả những thất bại, vì đó là cách học tập tốt nhất. Hầu hết mọi tỷ phú tự thân đều từng trải qua ít nhất một thất bại, đôi khi là một thất bại đau đớn. Điểm khác biệt quan trọng giữa những người thành công và những người không thành công nằm ở cách họ đối mặt với những thất bại. Bill Gates, một trong những tỷ phú hàng đầu, đã chia sẻ quan điểm rằng tự hào về thành công là quan trọng, nhưng quan trọng hơn là nhìn thấu những bài học của thất bại. Gates là minh chứng sống cho việc tại sao việc rút kinh nghiệm từ những thất bại là chìa khóa của sự thành công. Công ty đầu tiên mà ông sáng lập, TRAF Auditor, đã trải qua một kết quả không như ý khi nó phải đóng cửa vào cuối những năm 1970. Ước mơ thành công ban đầu của Gates đã gặp thất bại. Tuy nhiên, những bài học mà ông rút ra từ sự thất bại của TRAF Auditor đã giúp ông định hình thành công của mình với Microsoft trong tương lai. Nhiều người khi đối mặt với thất bại thường muốn lập tức quên đi. Tuy nhiên, muốn đạt được thành công, điều quan trọng là phải học được khả năng đối mặt với thất bại và rút ra được những bài học quý giá từ đó. Các tỷ phú hàng đầu trên thế giới đều nhận ra rằng thất bại không phải là sự kết thúc. Thay vào đó, nó chính xác là một cơ hội để phát triển, là bước tiến đáng ăn mừng, chứ chưa chắc đã là bước thụt lùi. Phần 3. May mắn không đến từ thinh không, mà đến từ sự chuẩn bị. Sự may mắn đóng một vai trò không ít quan trọng trong việc hỗ trợ sự thành công và tích lũy tài sản của một người. Doanh nhân Mark Cuban đã thừa nhận, để trở thành tỷ phú,
bạn cần phải có rất nhiều may mắn và sự kịp thời của thời cơ. Tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào sự may mắn mà không có sự chuẩn bị và nhận biết cơ hội, việc đạt được thành công sẽ trở nên khó khăn. Thay vào đó, việc nhanh chóng nhận ra cơ hội và có sự chuẩn bị tốt để tận dụng, chúng sẽ giúp bạn tạo ra may mắn của mình. Những người thành công thường là những người biết nhìn thấu những cơ hội đó, tận dụng mọi tình huống bất ngờ và có sự sẵn sàng học hỏi từ mọi trải nghiệm. May mắn có thể là một yếu tố quan trọng, nhưng sự khôn ngoan, sự kiên trì và khả năng làm việc thông minh vẫn đóng vai trò quyết định trong việc xây dựng sự nghiệp và đạt được thành công bền vững. Phần 4. Ba thứ người giàu keo kiệt giúp cuộc đời lên hương, tiền bạc tới tấp, mọi người kính nể. Điều thứ nhất, keo kiệt với thời gian. Trong cuộc sống, chúng ta có thể dùng tiền để mua nhiều thứ, làm nhiều điều khác nhau, nhưng với thời gian đã trôi qua, thì dù có tiền cũng không thể mua lại nhiều. Người thường không biết quý trọng thời gian, lãng phí thời gian vào những điều vô bổ, không mang đến giá trị thiết thực. Ngược lại, người thông minh và giàu có cực kỳ quý trọng thời gian, họ trân quý từng giây từng phút và dùng thời gian để làm việc, tạo giá trị cho công việc và cuộc sống. Ngoài giờ làm việc, người có tư duy và nhận thức cao sẽ chăm chỉ học tập, trau dồi kỹ năng phát triển bản thân. Thậm chí nếu để ý, bạn sẽ thấy khi nói chuyện, người giàu cũng thường đi thẳng vào vấn đề để tránh vòng vo, mất thời gian. Cuộc đời của mỗi chúng ta được ghép nên từ những mảnh thời gian. Vì vậy, chúng ta cần học cách trân trọng và làm chủ thời gian. Bởi chỉ khi thực sự trân trọng, ta mới tiến tới thành công và giàu có. Còn những người không biết quý trọng thời gian sẽ bỏ lỡ nhiều cơ hội. Điều thứ hai, keo kiệt trong chuyện kết bạn. Người thật sự thông minh và giàu có thường rất keo kiệt trong chuyện kết bạn, bởi họ biết cách sắp xếp hợp lý các mối quan hệ. Họ biết ai là người đáng để kết bạn và không muốn lãng phí thời gian và sức lực với những người không mang lại giá trị. Hơn nữa, người giàu cũng rất thông minh trong vấn đề quản lý các mối quan hệ cá nhân. Họ cho rằng chỉ cần 2 đến 3 người bạn thân thiết, chân thành còn hơn cả ngàn bạn bè mang tính chất xã giao. Điều này giúp người giàu có những mối quan hệ chất lượng, có thể hỗ trợ nhau trong mọi hoàn cảnh. Ngoài ra, thay vì dành thời gian cho các mối quan hệ giả tạo, người giàu sẽ chọn lọc trong giao tiếp. Họ quan tâm nhiều hơn đến cha mẹ, người thân, bạn bè chất lượng. Điều thứ ba, keo kiệt khi phải từ bỏ. Sống ở đời, trong 10 việc đã làm thì thường có đến 8, đến 9 việc không như ý muốn, bởi cuộc sống không phải lúc nào cũng thuận lợi. Trong hành trình cuộc đời, chúng ta không thể tránh khỏi thất bại. Nhưng sau mỗi thất bại, chúng ta cần dũng cảm đứng lên, tiếp tục phấn đấu và coi thất bại là bài học kinh nghiệm. Thái độ đối mặt với thất bại sẽ tạo ra khoảng cách giàu, nghèo giữa con người. Những người nghèo thường thiếu ý chí, bị thất bại đánh gục, họ không thể vực dậy và cảm thấy chán nản, muốn từ bỏ mọi thứ. Vì vậy, người thiếu ý chí sẽ mãi nghèo khó, cuộc đời bấp bênh, không suôn sẻ. Hơn nữa, nhiều người cũng có xu hướng thu mình lại, nghi ngờ bản thân khi gặp khó khăn. Kiểu suy nghĩ này chính là nguyên nhân khiến họ trở nên kém cỏi, khó phát triển bản thân. Ngược lại, người thông minh và giàu có lại trân trọng thất bại. Họ coi thất bại là bài học kinh nghiệm quý giá. Sau những lần thất bại, họ sẽ bình tĩnh và lý trí vượt qua. Họ sẽ phân tích kỹ lý do thất bại và dũng cảm làm lại từ đầu. Vì vậy, người giàu rất keo kiệt, nhất định không chịu bỏ cuộc. Phần 5. Ba thứ người nghèo rất thích mua, nhưng người giàu thì hiếm khi. Nếu những quan niệm sai lầm không được sửa chữa kịp thời, chúng ta sẽ ngày càng đi sâu hơn vào con đường đói nghèo và khó có thể quay đầu lại. Lưu ý 1. Tiêu dùng phù phiếm. Mọi người đều có sự phù phiếm và việc theo đuổi những điều kiện vật chất tốt hơn một cách thích hợp khi điều kiện kinh tế cho phép là điều tự nhiên và tự nhiên. Nhưng nếu sự phù phiếm của bạn quá nặng nề và vượt quá khả năng chịu đựng của bạn, sẽ dẫn đến hành vi tiêu dùng quá mức và khiến bạn rơi vào hố nợ nần,
Một đồng nghiệp cũ mà tôi biết có hoàn cảnh gia đình rất bình thường, thu nhập thấp để khiến bố mẹ bạn gái đánh giá cao mình. Anh ta đã không ngần ngại vay mượn quá mức để mua nhà tân hôn. Anh ta vay tiền để tổ chức một đám cưới lớn. Trước sự khen ngợi của mọi người, đám cưới của họ đã thành công tốt đẹp và dọn về nhà mới, nhưng họ lại chuyển đến nơi ở mới với khoản nợ lớn. Sau này, tôi được bạn bè cho biết cuộc sống hôn nhân của họ không hạnh phúc. Trong khi họ phải làm nhiều công việc để trả nợ, thì nhiều mâu thuẫn gia đình nổ ra, cuộc sống của họ rất khốn khổ. Trong cuộc sống, có rất nhiều người nghèo như vậy, họ thích thể hiện sự giàu có và che giấu sự tự ti bên trong bằng cách mua sắm những món đồ dễ thấy hoặc tổ chức những bữa tiệc hoành tráng. Tuy nhiên, việc chi tiêu quá mức có thể khiến họ rơi vào bẫy mất tiền, cuộc sống trở nên nghèo hơn. Người giàu có tư duy tiêu dùng rất khác so với thể diện, họ chú ý đến giá trị nội tại và chất lượng cuộc sống của bản thân hơn. Họ sẽ không phung phí, lãng phí một cách mù quáng hay rút tiền quá mức vì tầm nhìn và đánh giá của người khác. Dù bạn nghèo hay giàu, một cuộc sống bình dị vẫn quan trọng hơn nhiều so với sự phù phiếm. Chúng ta nên là những người khôn ngoan trong cuộc sống, không nên trả giá bằng sự phù phiếm mà tích lũy thêm của cải để có một cuộc sống hạnh phúc sau này. Lưu ý 2. Chi tiêu cho giấc mơ làm giàu. Một số người nghèo thích mua vé số hoặc tham gia hoạt động cờ bạc với ước mơ làm giàu chỉ sau một đêm. Trong cuộc sống, họ lười biếng và không làm gì khác ngoài việc suốt ngày nghiện vé số và học cá cược. Tôi đã từng cố gắng hết sức để thuyết phục những người nghiện cờ bạc, nhưng tâm trí họ cứng như sắt, không nghe lời khuyên nào cả, thậm chí có nghe, cũng không thể kiểm soát được chính đôi tay của mình. Những ham muốn bên trong và sự không sẵn lòng của họ khiến họ hết lần này đến lần khác phải chấp nhận rủi ro tuyệt vọng. Kết quả là càng cờ bạc, họ càng nghèo, và càng nghèo, họ càng cờ bạc. Họ sẽ không bao giờ thoát ra được tình trạng nghèo đói. Nghèo không đáng sợ, nhưng suy nghĩ nghèo mới là điều đáng sợ nhất. Người nghèo có suy nghĩ cố định, nghiện thế giới của riêng mình và không bao giờ sẵn sàng thay đổi. So với những người nghèo theo đuổi giấc mơ làm giàu, người giàu hiểu rõ hơn rằng sự giàu có không đến nhờ may mắn mà nhờ kỹ năng kiếm tiền giỏi và quản lý tài chính đúng đắn. Thất bại là mẹ thành công, bánh trên trời không tự nhiên rơi, chỉ có thực tế và làm việc chăm chỉ hơn mỗi ngày, chúng ta mới có thể có được sự giàu có lớn hơn. Tôi hy vọng những người suốt ngày mơ về việc làm giàu có thể thức dậy càng sớm càng tốt. Lưu ý 3. Chi tiêu vào hàng giá rẻ. Chúng ta thường bị thu hút bởi các sản phẩm giảm giá và giảm giá, đặc biệt là trong các lễ hội khuyến mại và mua sắm điên cuồng, bởi vì chúng ta luôn nghĩ rằng mình có thể tiết kiệm tiền bằng cách mua những món đồ mình cần với giá rẻ. Như mọi người đều biết, người tiêu dùng không bao giờ chính xác như người bán. Trên thực tế, đối với nhiều sản phẩm giảm giá, người bán đầu tiên tăng giá rồi giảm giá một chút, từ đó kích thích người tiêu dùng mua hàng. Trong cuộc sống, thường xuyên mua đồ khuyến mãi, không hề tiết kiệm được tiền, mà ngược lại, chúng ta sẽ càng lún sâu vào cảnh nghèo đói vì mua phải nhiều món đồ không cần thiết hoặc kém chất lượng. Khi mua sắm, người giàu biết cách xác định chiến thuật khuyến mãi và sản phẩm kém chất lượng. Điều họ chú trọng không phải là mức giá và số lượng thấp, mà là chất lượng và tính thực tế. Vì vậy, chúng ta phải học cách tiêu dùng hợp lý và ưu tiên tính thực tế khi mua bất kỳ món đồ nào. Đừng mua sắm một cách mù quáng và hãy canh chừng túi tiền của mình để tiết kiệm tiền hiệu quả nhé. Phần 6. Thực tế, điểm mạnh là những hoạt động giúp bạn mạnh mẽ hơn. Những điều bạn mong muốn thực hiện, hầu hết mọi người cho rằng thành công của Warren Buffett là nhờ khả năng mua các cổ phiếu và doanh nghiệp có giá trị với giá thấp. Sai, trên thực tế, Warren Buffett trước hết là một nhà giao dịch thời gian tuyệt vời. Ông mua lại thời gian từ những thứ không quan trọng và dành thời gian cho những thứ có giá trị thực tế. Chính thành công trong giao dịch thời gian đã khiến Warren Buffett trở thành một nhà đầu tư xuất sắc.
Năm 1913, James Allen đã chia sẻ rằng suy nghĩ của chúng ta thúc đẩy hành động của chúng ta. Đáng buồn thay, quá nhiều người trong chúng ta sở hữu một mớ hỗn độn trong tâm trí và cực kỳ dễ bị phân tâm. Khi bạn tập trung, bạn sẽ tạo ra kết quả vượt trội. Đầu tiên, hãy để tôi kể cho bạn câu chuyện này. Cách đây một thời gian, tôi cần nộp đơn xin giấy phép bản quyền cho một số bức thư mà Buffett gửi cho các cổ đông của mình tới công ty của ông ấy. Khi đó tôi nghĩ, mình biết hỏi ai đây. Mặc dù có email trên trang chủ của công ty, nhưng tôi cũng đã được nhiều người cảnh báo là không nên mong đợi được phản hồi. Tôi đã cố gắng nghĩ ra những cách khác để liên hệ trực tiếp với họ, nhưng cũng không thể nghĩ ra cách nào tốt nhất. Cuối cùng, tôi quyết định gửi email đến địa chỉ được cung cấp trên trang web. Lúc đó là 13 giờ 19 phút. Vào lúc 13 giờ 27 phút, tôi ngạc nhiên khi nhận được câu trả lời không phải tự động từ một trợ lý tại trụ sở chính của Berkshire Hathaway. Lúc 13 giờ 32 phút, tôi gửi câu hỏi của mình cho họ. 2 phút sau, lúc 13 giờ 34 phút, tôi nhận được phản hồi từ trợ lý, nói rằng cô ấy sẽ tìm hiểu thêm thông tin. 1 phút sau, lúc 13 giờ 35 phút, tôi trả lời cô ấy, cảm ơn cô ấy và giải thích thêm về cách tôi dự định sử dụng tài liệu. Lúc 14 giờ 4 phút, vị trợ lý trả lời lại như sau, chúng tôi đã chuyển yêu cầu của anh tới ông Buffet, ngài ấy sẽ trả lời, cảm ơn anh. Sau đó, vào lúc 15 giờ 12 phút, tôi nhận được email từ trợ lý của Buffet. Người này đã trả lời không, rất dứt khoát, với yêu cầu sử dụng một số tài liệu của tôi vì chúng có bản quyền. Mặc dù kết quả này khiến tôi cảm thấy thất vọng, nhưng có hai điều để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc. Đầu tiên, Berkshire Hathaway đã hồi đáp, hầu hết các công ty sẽ không quan tâm tới việc trả lời email thông thường, đặc biệt là email từ hộp thư chung của công ty. Thứ hai, Buffett và các trợ lý của ông phản ứng rất nhanh và dứt khoát. Sau đó tôi thậm chí còn gửi một tin nhắn hỏi vị trợ lý vì sao lại trả lời tôi. Câu trả lời của cô ấy sẽ là bất lịch sự nếu không làm vậy. Dưới đây là những bài học chính tôi rút ra từ kinh nghiệm cá nhân này và nghiên cứu của riêng tôi về hành vi đầu tư của Buffett. Bài học 1. Hãy lịch sự, tôn trọng người khác. Buffett không bao giờ ra vẻ khi đối xử với người khác và khi giao tiếp, ông ấy luôn rất toàn tâm toàn ý. Tất nhiên, gặp được Buffett gần như là điều không thể, nhưng nếu may mắn, bạn sẽ thấy ông ấy là người lịch sự và thu hút. Trái ngược với nhiều cuộc họp mà tất cả chúng ta đã tham gia, nơi người chủ trì sốt ruột nhìn vào điện thoại, máy tính và khiến người khác cảm thấy rằng cuộc họp là một sự lãng phí thời gian, Buffett cho người khác cảm giác được coi trọng. Sau cuộc gặp mặt với Warren Buffett, Herbert, người đã bán công ty trang sức của mình cho Buffett, đã chia sẻ như sau. Chúng tôi chuẩn bị rời khỏi văn phòng của ông ấy và hỏi liệu họ có thể giúp chúng tôi gọi một chiếc taxi không? Buffett đã nhất quyết đưa chúng tôi đến thang máy, cùng xuống sảnh và đợi taxi với chúng tôi. Lịch sự không có nghĩa là dễ dàng bị người khác chi phối. Khi bắt đầu cuộc họp, Buffett chỉ trả một nửa số tiền mà Herbert yêu cầu. Lịch sự không chỉ đơn giản, nằm ở khía cạnh đạo đức, trang phục lịch sự cũng là một phép lịch sự. Nó xuất phát từ sự tôn trọng đối với người khác. Một khía cạnh quan trọng của việc quản lý tốt thời gian của chúng ta là thực sự tôn trọng thời gian của những người chúng ta gặp gỡ để họ cảm thấy thời gian mà họ bỏ ra cũng có giá trị. Bài học số 2. Tập trung vào điểm mạnh. Xác định điểm mạnh của bản thân và tập trung vào đó, và về cơ bản chỉ có vậy. Buffett biết mình rất giỏi trong việc phân bổ vốn, vì vậy ông tập trung vào nó. Buffett từng chia sẻ rằng, ông dành phần lớn thời gian để đọc và nghiền ngẫm, ông cũng chỉ tập trung vào việc đưa ra một vài quyết định mỗi năm. Marcus Buckingham nói rằng, hầu hết chúng ta đều hiểu sai điểm mạnh là gì.
chúng ta đánh đồng điểm mạnh của mình với những gì chúng ta giỏi và điểm yếu của chúng ta với những gì chúng ta không giỏi. Thực tế, điểm mạnh là những hoạt động giúp bạn mạnh mẽ hơn những điều bạn mong muốn thực hiện. Đó là một hoạt động khiến bạn cảm thấy tràn đầy năng lượng hơn là kiệt sức. Tất cả chúng ta đều có những thứ chúng ta giỏi, nhưng chúng ta có thể không thích làm nó, và đó mới thực sự là những điểm yếu. Thay vì nói điểm mạnh là năng lực, chi bằng nói nó là khát vọng, và chính khát khao này thúc đẩy chúng ta tiếp tục làm, tiếp tục hiện thực hóa và hoàn thiện nó. Vì vậy, tập trung vào điểm mạnh có nghĩa là tập trung vào những điều khiến chúng ta cảm thấy thú vị. Buffett nói rằng sở trường của ông nằm ở việc phân bổ vốn. Tập trung vào điều này, ông bắt đầu sự nghiệp đầu tư của mình từ năm 11 tuổi. Bài học số 3. Tránh làm nhiều việc một lúc. Buffett không làm nhiều việc một lúc. Ông tập trung vào vấn đề trước mắt. Hầu hết những người bình thường như chúng ta là những người làm nhiều việc cùng một lúc. Thông báo và thông tin trên màn hình liên tục đổ về và sự chú ý của chúng ta bị phân chia theo nhiều cách. Điều này không chỉ làm giảm khả năng phản ứng với các gián đoạn khác nhau mà còn làm giảm khả năng làm việc tổng thể của chúng ta. Tôi sẽ không nói về quản lý thời gian vì có rất nhiều bài báo và sách về chủ đề này. Tuy nhiên, tôi muốn chia sẻ một khung quản lý hoạt động mà cá nhân tôi thấy hữu ích. Tôi lấy ý tưởng này từ Stephen Covey, một tác giả viết về phương pháp làm việc năng suất và hiệu quả. Chúng ta có thể phân loại các nhiệm vụ theo mức độ quan trọng và khẩn cấp của chúng. Ý tưởng cơ bản là chúng ta cần tránh những việc không quan trọng và không khẩn cấp càng nhiều, càng tốt và dành phần lớn thời gian cho những hoạt động quan trọng. Những hoạt động không quan trọng làm giảm lượng thời gian chúng ta dành cho những hoạt động quan trọng. Càng dành nhiều thời gian cho những hoạt động quan trọng, chúng ta càng trở nên hiệu quả hơn. Có thể thực hiện các bước sau. Bước 1. Phân loại tất cả các hoạt động của chúng ta trong tuần theo mức độ khẩn cấp và tầm quan trọng. Bước 2. Vào cuối tuần, hãy tính nhanh thời gian chúng ta đã sử dụng và công việc chúng ta đã làm, rồi chia chúng thành 4/4. Bước 3. Đặt mục tiêu cho tuần tới và cố gắng tập trung vào những hoạt động quan trọng. Một khía cạnh quan trọng để làm tốt điều này là thiết lập trước thời gian trong lịch trình của chúng ta cho các hoạt động quan trọng. Chúng ta cần cho sếp và đồng nghiệp biết mình đang làm gì. Trong mọi trường hợp, chúng ta cần cho họ biết rằng mình dự định có một khoảng thời gian cố định mỗi tuần mà không muốn bị làm gián đoạn, trừ khi có trường hợp khẩn cấp thực sự. Là một người đàn ông phi thường, đã tạo nên huyền thoại đầu tư của riêng mình trong vài thập kỷ qua, bài học quan trọng nhất mà chúng ta có thể học được từ Warren Buffett rất đơn giản. Chúng ta cần chịu trách nhiệm về bản thân và thời gian của mình. Phần còn lại hãy cứ thuận theo tự nhiên. Phần 7. Không xuất thân giàu có, không tài năng xuất chúng. Dưới đây là những điều trong tầm tay bạn khiến bạn trở nên mạnh mẽ, không có đối thủ. Chúng ta luôn cho rằng tiền bạc, mối quan hệ, xuất thân nhà giàu là thứ quyết định cuộc sống mà không nhận ra rằng khoảng cách lớn nhất giữa người với người thực ra chính là cách suy nghĩ, ý chí, nghị lực, sự quyết tâm không mệt mỏi. Nếu chúng ta xuất thân trong một gia đình bần hàn, cũng đừng oán trách điều gì cả, điều quan trọng là lên một kế hoạch cho cuộc đời mình với cái đích mình hướng đến. Có thể ta sinh ra không trong gia đình giàu có, nhưng hãy phấn đấu sao, còn cái chúng ta sinh ra trong gia đình giàu có, hãy hạ thấp cái tôi xuống, nhận thức đúng bản thân và tình hình hiện tại để thay đổi những suy nghĩ đang kìm hãm cuộc sống của chính mình. Bài học số 1. Dừng ca thán, hãy hành động điên cuồng. Một nhà văn trẻ từng chia sẻ một câu chuyện về một người quen của mình, cứ mỗi lần gặp nhau, người bạn ấy lại phàn nàn, không mua được nhà, tự trách mình xui xẻo, tìm được công ty làm ăn kém hiệu quả, thu nhập thấp, thấy đồng nghiệp được thăng chức, anh ấy nói người khác là nịnh xếp, rằng mình sẽ không bao giờ làm vậy, không được tăng lương, nói lãnh đạo không chu đáo với cấp dưới, làm việc công ty bao nhiêu năm, không có công lao,
thì cũng có khổ lao. Lúc đầu, nhà văn nghĩ rằng người bạn này rất thẳng thắn khi dám nói ra nhiều sự thật như vậy. Nhưng sau khi nghe quá nhiều những lời phàn nàn như vậy, anh hỏi người bạn, nếu đã không hài lòng như vậy, tại sao không nghỉ việc tìm việc mới? Người bạn nói mình không có tiền, cũng chẳng có chống lưng, năng lực với học vấn cũng bình thường, thôi thì cứ làm được đến đâu thì đến. Nhà văn đó lại hỏi, không có tiền, sao không nghĩ cách kiếm thêm tiền? Không có năng lực, tại sao không đầu tư học thêm một kỹ năng nào đó? Người bạn tỏ ra buồn bã, làm việc lâu rồi, ngoài việc mình phải làm ra, thì chẳng biết làm cái gì, vậy thì kiếm thêm tiền kiểu gì? Có khoảnh khắc nào bạn thấy bóng dáng của mình ở trong người bạn, của nhà văn trẻ đó hay không? Cuộc sống không như ý, phàn nàn mình sinh ra trong gia đình bình thường, sự nghiệp không thuận lợi, oán than mình không gặp được may mắn. Trong một cuốn sách nước ngoài có tên Tam Mau Thân Yêu, có một câu nói như này, thỉnh thoảng phàn nàn về cuộc sống, nó là cảm xúc, nhưng phàn nàn thành thói quen và không tìm kiếm sự thay đổi, thì đó không phải là một người thông minh. Sống ở đời, không ai là suôn sẻ, ai cũng có những trách nhiệm phải gánh vác trên vai. Những người yếu đuối, phàn nàn về sự bất công của số phận, và nói rằng cuộc sống không hề dễ dàng. Những người mạnh mẽ, sớm đã từ bỏ những lời phàn nàn vô nghĩa và chuyển cuộc sống của họ sang chế độ im lặng. Đau không nói, khổ không than, âm thầm làm việc chăm chỉ, tự tạo ra vận may cho cuộc sống của mình. Bài học số 2. Bỏ cái thói bướng bỉnh, sĩ diện đi. Một tác gia từng nói, sĩ diện là thứ khó buông bỏ nhất, nhưng nó cũng là thứ vô dụng nhất. Người càng bất tài, càng sĩ diện, họ sống trong mắt của người khác, sống vì sĩ diện hảo của bản thân. Có một tiểu phẩm hài có tên Có chuyện gì cứ nói. Nhân vật chính là Nam, là một người vô cùng sĩ diện. Nam thường xuyên bị xem thường ở chỗ làm, vì vậy anh chém gió mình là người rất có năng lực, ai có chuyện gì cứ nói ra, anh giúp được tất. Một đồng nghiệp nói mình không mua được vé giường nằm. Nam chém gió nói rằng mình có người quen ở ga tàu, nhưng thực tế là anh phải đi xếp hàng cả đêm, rồi phải bù thêm cả tiền ra mới mua được hai vé giường nằm cho đồng nghiệp. Lúc đưa vé cho đồng nghiệp, Nam nói, tôi chỉ cần gọi một cuộc điện thoại, cậu em đó lập tức gửi cho tôi 5 chiếc vé giường nằm. Tôi thấy nhiều, không cần thiết, nên trả lại 3 vé rồi. Đồng nghiệp nghe xong nói rằng, đúng lúc mình cũng muốn mua thêm 3 tấm vé đó, nhờ Nam liên lạc mua lại giúp. Nam nghe xong chột dạ, nhưng vì sĩ diện nên vẫn gật đầu đồng ý. Người vợ biết chuyện, chất vấn hỏi anh, vì sao phải như vậy? Nam nói, thì để người khác xem trọng anh hơn thôi. Có một câu nói như này, bi kịch lớn nhất của một người không phải là ở ngoài đời luôn bị xem thường, mà là ở thế giới thực. Anh ta là một kẻ yếu đuối, nhưng lại luôn muốn là một kẻ mạnh. Trong mắt dư luận, những người mạnh mẽ luôn khiêm tốn, trong khi những người yếu đuối lại thường cố để tỏ ra mạnh mẽ. Càng lớn tuổi, bạn sẽ càng nhận ra được rằng thể diện là năng lực của bản thân mang lại. Cuộc sống của mình là mình sống cho mình. Thực lực của bạn tới đâu, thế giới sẽ nhìn bạn bằng con mắt đó. Thay vì những thứ háo danh vô thực, chi bằng làm người, làm việc một cách chân thành nhất. Chỉ cần bạn sống tử tế, người khác tự nhiên sẽ tôn trọng bạn. Địa vị xã hội càng thấp, người ta lại càng sĩ diện. Trong Mạnh Tử có một câu chuyện ngụ ngôn về một người ăn xin như sau. Có một người nước Tề, mỗi lần ra ngoài đều phải ăn uống no say mới về nhà. Sau khi về nhà, ông luôn tự hào khoe khoang với vợ rằng mấy người có tiền, có quyền lại mời ông ăn cơm, vì chưa từng thấy người có tiền, có quyền nào đến nhà. Nên sau một thời gian, người vợ bắt đầu nghi ngờ, liền lén theo dõi chồng. Cuối cùng, phát hiện ra rằng người chồng thực ra không phải đi dự yến tiệc của nhà giàu, mà là đi xin những đồ cúng tế còn thừa ở khu mộ, vùng ngoại ô phía đông. Từ xưa đến nay, phần lớn con người sống vẫn luôn rất để ý đến thể diện. Thực ra, coi trọng thể diện ở mức độ vừa phải thì không có gì sai. Nếu là bảo vệ danh dự của bản thân thì cũng không có gì sai. Người xưa có câu, người cần mặt mũi, cây cần vỏ,
Ai mà không muốn được người khác coi trọng, thậm chí là ngưỡng mộ chứ? Tuy nhiên, nếu vì giữ thể diện mà làm những việc quá sức mình, thì thể diện lại trở thành gánh nặng, trở thành bệnh sĩ, có thể gây họa cho con người. Mà hơn nữa, sĩ diện cuối cùng lại thường khiến người ta mất mặt hơn là có được thể diện. Nhiều người chỉ kiếm được vài triệu một tháng, nhưng tình nguyện ăn mì gói và thấu chi thẻ tín dụng để sắm những chiếc túi trị giá lớn gấp vài lần lương tháng của mình, mua iPhone đời mới nhất và mua quần áo hàng hiệu, chỉ để sĩ diện khi ra ngoài. Tâm lý học đã chỉ ra, bản chất của cái gọi là sĩ diện là sự xấu hổ, sợ thất bại. Sĩ diện phản ánh sự tự ti và yếu đuối của một người. Những người ở tầng lớp càng thấp, họ càng quan tâm đến thể diện và họ càng thích giữ cái phẩm giá mong manh của mình. Thể diện không phải là thứ nhận được từ người khác. Có một câu nói như thế này: khi bạn bỏ đi cái sĩ diện để kiếm tiền, nghĩa là bạn đã hiểu chuyện rồi. Khi bạn dùng tiền để đổi lấy sĩ diện, nghĩa là bạn đã thành công. Khi thể diện của bạn có thể kiếm ra tiền, nghĩa là bạn đã là người có ảnh hưởng lớn. Khi bạn cứ ở mãi một chỗ uống rượu, bốc phét, không biết gì, nhưng lại ra cái vẻ hiểu biết và coi trọng cái gọi là thể diện, nghĩa là cuộc đời này của bạn cũng chỉ có vậy. Thể diện không bao giờ do người khác đem lại, thể diện là phải dùng chính năng lực của mình đổi lấy. Trong Sử Ký, Hoài Âm Hầu liệt truyện có ghi: Hàn Tín mồ côi cha mẹ, từ khi còn rất nhỏ, chủ yếu sống dựa vào việc câu cá để đổi lấy tiền mà sống, thường xuyên bị mọi người xung quanh kỳ thị và đối xử lạnh nhạt. Một người đồ tể nói với Hàn Tín rằng: tuy ngươi cao to, thích đeo kiếm, nhưng thực ra lại rất nhút nhát. Nếu nói có bản lĩnh, vậy ngươi có dám dùng kiếm đâm ta không? Nếu không dám, thì chui qua hán ta đi. Hàn Tín cẩn thận quan sát hắn một hồi, trước mặt nhiều người, liền cúi người chui qua hán tên đồ tể. Những người có mặt tại chợ lúc đó cười nhạo anh, hóa ra là nhát. Câu chuyện này còn lưu truyền đến ngày nay. Hàn Tín thân là một nam tử hán, đã mất hết thể diện. Tuy nhiên, ông cũng nhờ vậy mà thoát khỏi tai ương, rồi từng bước bái tướng phong hầu, rung trời nở đất, trở nên vĩ đại. Có câu, nếu ở lại với đồi xanh thì không sợ không có củi. Đôi khi bạn phải nhịn nhục bỏ đi sĩ diện mới có thể sống có thể diện hơn. Trong cuộc sống, người khôn ngoan nhìn xa trông rộng, coi trọng nội hàm, nâng cao thực lực của bản thân, giúp bản thân ngày càng mạnh mẽ hơn. Còn kẻ ngu ngốc, coi trọng sĩ diện, mù quáng theo đuổi cái thể hiện ra bên ngoài, sẽ khổ không nói lên lời. Người thông minh không quan tâm đến sĩ diện. Có người nói, những người vĩ đại chân chính, trong lòng họ, luôn nghĩ bản thân không có gì vĩ đại. Chỉ những người không có gì vĩ đại, mới kiêu ngạo cho rằng mình vĩ đại. Chuyện Lưu Bị, ba lần mời Khổng Minh xuất sơn, phò tá mình, chắc hẳn người người, nhà nhà đều biết. Lưu Bị có thể gạt bỏ thể diện, không để ý đến tự tôn của bậc đế vương, năm lần bảy lượt đi tìm Khổng Minh, lúc đó đang sống ẩn dật, thậm chí còn đứng trước cửa chờ để không đánh thức ra Các Lượng ngủ trưa, khiến Trương Phi tức đến nhảy dựng. Đặt trong hoàn cảnh một câu chuyện truyền kỳ thì thấy việc này chẳng có gì khó khăn, nhưng ngoài đời có biết bao người bị bó buộc bởi cái sĩ diện mà không thể bộc lộ cảm xúc thật của mình, không thể làm những gì mình thực sự muốn, và quan trọng nhất là sợ người khác coi thường mình mà không thể làm được gì. Từ khởi đầu khó khăn, dù là nhỏ nhặt, có những người vì sự nghiệp mà có thể bỏ cái sĩ diện xuống, sống có mục tiêu rõ ràng, biết rõ để đạt được mục đích cần đánh đổi bao nhiêu nỗ lực, biết rõ có thể sẽ phải chịu những rủi ro gì, họ bỏ đi cái sĩ diện, đặt nó sang một bên, thể hiện con người thật của mình, để đạt được mục tiêu đích thực của cuộc sống. Như thế chẳng ý nghĩa hơn gấp nhiều lần, việc ôm khư khư lấy sĩ diện trong cuộc đời bế tắc, chẳng đi đến đâu. Trong phim Nhất Đại Tông Sư, có một câu, khi người ta sống trên đời, có người sống vì thể diện, có người sống vì cái nội hàm, mà chỉ có nội hàm mới có thể đổi lấy được thể diện thật sự. Người ngu ngốc dễ bị dục vọng chi phối, theo đuổi sự giả tạo bề ngoài. Vì vậy, họ cần tạo lên vỏ bọc cho bản thân. Phàm là người thông minh đều hiểu rằng,
cuộc sống là của riêng họ, họ không bị cuốn vào cuồng quay, cũng không đánh mất mình trong những ham muốn vật chất. Vì vậy họ không đặc biệt quan tâm đến việc mất thể diện, bởi vì họ biết cuộc sống này, con người không sống bằng thể diện, cũng không sống vì ánh mắt và sự đánh giá của người khác. Trong cuộc sống, hãy dũng cảm vứt bỏ thể diện để thực hiện mục tiêu mà mình đặt ra. Chỉ có như vậy, bạn mới có thể nỗ lực, cố gắng một cách thoải mái nhất. Hãy yên tâm rằng, khi đã gặt hái được thành tích nhất định trong cuộc sống, bạn không cần tìm, thì thể diện cũng sẽ tự quay lại với bạn. Không chỉ vậy, bạn còn nhận được nhiều thứ hơn nữa, ngoài thể diện, đó là sự trưởng thành, sự nghiệp, địa vị. Vì thế, những người đang phấn đấu để đạt được thành công phải nhớ, trong quá trình nỗ lực, đừng theo đuổi thể diện một cách thái quá, mà hãy nỗ lực một cách thực sự. Người thành công không thông minh hơn bạn, chỉ là họ hợp tác với đúng người, làm đúng việc cần làm mà thôi. Bài học 3. Đừng đố kỵ. Hãy học hỏi từ người thành công. Nhà văn người Anh William Somerset Maugham từng nói, khi một người làm điều gì đó khác thường, nổi bật, những người khác sẽ luôn đố kỵ họ. Vì một động cơ đáng hổ thẹn nào đó, người càng không tài giỏi, càng không muốn chấp nhận người khác ưu tú hơn mình. Vì vậy, họ sử dụng nhiều loại ngôn ngữ để công kích người khác. Không khó để nhận thấy rằng, những người xung quanh chúng ta, những người có tâm lý yếu, thường thích ganh ghét và vu khống người khác. Thấy người khác giỏi giang, sống tốt hơn mình, họ sẽ tìm mọi cách để tấn công đối thủ. Khi thấy đồng nghiệp được thăng chức, tăng lương, họ bị ra đủ thứ tin đồn để vu khống nhau, giống như những con cua. Trong định luật con cua, nếu trong giỏ tre chỉ có một con cua thì phải đậy nắp lại, nếu không cua sẽ nhanh chóng bò ra ngoài, nhưng nếu có nhiều cua trong giỏ, chúng sẽ kéo nhau xuống và không con nào trèo ra được. Có câu, kẻ mạnh giúp nhau, kẻ yếu dẫm lên nhau. Người càng xuất sắc càng biết quý trọng và giúp đỡ lẫn nhau, bởi họ hiểu rằng khi mình xây cầu cho người khác cũng có nghĩa là đang mở đường cho chính mình. Càng là những kẻ tầm thường, họ càng thích làm xấu mặt nhau, ganh đua lẫn nhau, cản đường người khác, mà không biết rằng tự mình cũng khiến bản thân sa vào vũng lầy, không thể nhích nổi một tấc. Cuộc sống quá ngắn ngủi, thay vì dành nhiều thời gian và sức lực để làm những việc gây bất lợi cho người khác, tốt hơn hết, bạn nên cải thiện tư duy của bản thân, thay vì ngồi đó đố kỵ, chi bằng tự trở thành kẻ mạnh. Giám đốc điều hành của Cheetah Mobile từng nói, sự khác biệt lớn nhất giữa người với người là nhận thức, và thứ kéo giãn khoảng cách giữa người với người là suy nghĩ. Cách chúng ta nghĩ về thế giới quyết định cách chúng ta sống, cuộc sống của mình. Sống ở đời, con người ta chắc chắn sẽ gặp đủ loại người. Sau một thời gian dài hòa vào xã hội, bạn sẽ thấy có người dù điều kiện vượt trội, năng lực vượt trội cũng vẫn khó thành công. Nhưng một số người, ngay cả khi gặp khó khăn, họ vẫn có thể tìm thấy một lối đi khác để đến được với ánh sáng. Thế nên, đừng oán thán, đừng sĩ diện háo, đừng so sánh, đố kỵ. Cuộc đời của bạn do chính bạn quyết định. Đừng quan trọng bạn đang ở đâu, quan trọng bạn muốn đi đến đâu. Bài học số 4. Siêng năng học hỏi, trau dồi kiến thức, rồi mới thành tài. Trong danh sách những tỷ phú, triệu phú giàu nhất thế giới hàng năm, có rất nhiều người gốc Do Thái góp mặt. Có thể kể đến những cái tên quen thuộc như phù thủy chứng khoán Warren Buffett, ông vua dầu lừa John D. Rockefeller, một nhà kinh tế học người Mỹ, đã từng nói đùa rằng tiền của thế giới này nằm trong túi người Mỹ và tiền của người Mỹ lại nằm trong túi áo người Do Thái. Tuy nhiên, tài năng kinh doanh của người Do Thái không phải là bẩm sinh, mà là một cách sinh tồn được phát triển trong quá trình bị áp bức trong quá khứ. Họ phấn đấu và phát triển để sống sót và cứu lấy dân tộc của chính mình. Vì vậy, dù là ở đâu, một việc người Do Thái luôn ưu tiên và là mỗi ngày chính là học tập và trau dồi kiến thức. Dù ở địa vị nào trong xã hội, họ luôn đặt việc học lên hàng đầu. Người Do Thái tin chắc rằng chỉ bằng cách học hỏi và mở rộng tầm nhìn, họ mới có thể trở nên mạnh mẽ và giàu có hơn. Và quả thực, tư duy này chưa bao giờ lỗi thời,
Ngay cả Tuân Tử, nhà tư tưởng lớn của Trung Hoa cuối thời Chiến Quốc, cũng đã nói người thông minh cũng cần siêng năng và ham học hỏi thì mới có thể thành tài. Bài học số 5, tư duy độc lập quan trọng hơn của cải. Người Do Thái là dân tộc có khả năng sử dụng tư duy độc lập rất tốt để tạo ra của cải. Họ cho rằng kết quả của sự việc là quan trọng, nhưng quá trình tư duy mới là quý giá nhất và không ai có thể lấy đi được. Có một câu chuyện về cái ống khói của người Do Thái khiến nhiều người phải đọc đi, đọc lại mới vỡ ra bài học thâm thúy được gửi gắm trong đó. Một vị giáo sĩ Do Thái đặt câu hỏi, hai người đàn ông cùng leo ra từ ống khói, một người vẻ ngoài sạch sẽ, còn người kia lại dính đầy bụi bẩn, mặt mũi nhem nhuốc, ai sẽ là người đi rửa mặt? Người thanh niên trả lời là người có vẻ ngoài nhem nhuốc. Vị giáo sĩ ngay lập tức phủ nhận, con lầm rồi, người bị bẩn nhìn thấy người sạch sẽ và nghĩ mình cũng sạch sẽ, nhưng người sạch sẽ nhìn người mặt mũi lấm lem và lại nghĩ rằng mình cũng bị bẩn, cho nên câu trả lời là người có vẻ ngoài sạch sẽ đi rửa mặt. Lần thứ hai giáo sĩ vẫn hỏi câu hỏi cũ, sau đó hai người lại rơi vào ống khói, con nghĩ ai sẽ là người đi rửa sạch lần này? Anh chàng trả lời, tất nhiên là người sạch sẽ rồi. Giáo sĩ lại tiếp tục lắc đầu, không đúng, lần này là người bị bẩn đi tắm rửa. Bởi vì người sạch sẽ khi đi tắm mới phát hiện mình không bị bẩn, cho nên người vẻ ngoài nhem nhuốc mới hiểu tại sao người sạch phải tắm rửa. Lúc này chàng trai lại xin thêm một cơ hội nữa, giáo sĩ vẫn lặp lại hỏi, lần thứ ba bọn họ lại rơi xuống ống khói, con cảm thấy lần này ai sẽ đi tắm? Cậu bèn trả lời, lần này chắc là người có vẻ ngoài lẫm bẩn. Vị giáo sĩ chỉ đáp, lại sai rồi, con đã bao giờ thấy hai người cùng chui ra từ một ống khói mà một người sạch, còn một người lại bẩn chưa? Câu chuyện tuy ngắn nhưng hàm chứa ý nghĩa rất phong phú, phản ánh đúng phương pháp giáo dục của người Do Thái, khuyến khích đối phương suy nghĩ độc lập để họ chủ động bày tỏ quan điểm của mình, không có sự chèn ép hay chỉ trích. Người Do Thái tin rằng nếu không có khả năng suy nghĩ độc lập, con người sẽ không có khả năng hành động vào phán đoán độc lập, chứ chưa nói đến tự thân thành đạt trong sự nghiệp. Người Do Thái còn tin rằng khả năng suy nghĩ của con người là thứ duy nhất mà họ có thể kiểm soát hoàn toàn họ. Thẳng thắn khẳng định, chính kiến thức đã thôi thúc họ kiếm tiền, chính tư duy đã cho họ phương pháp kiếm tiền và hành động đã cho họ cơ hội kiếm tiền. Bài học số 6, tư duy khác biệt là sức mạnh của bạn. Jack Ma nói tại Paris, nếu ai cũng đồng tình, có nghĩa là chẳng có cơ hội nào hết. Nếu người ta chỉ trích bạn, bạn phải biết suy nghĩ. Tôi dành cả đời mình để suy nghĩ về tương lai. Tôi dành cả đời mình để lắng nghe những phàn nàn, bởi những người như tôi không có tiền, không có công nghệ, không có quan hệ. Thứ duy nhất chúng tôi có thể cạnh tranh với người khác là tầm nhìn về tương lai, khả năng nhìn thấy những điều mà người khác không thể, đã giúp ông có được lợi thế khi xây dựng Alibaba. Lần đầu được giới thiệu về Internet trong chuyến đi tới Sitter năm 1995. Ông ấy đã tìm thử từ khóa Trung Quốc, không có dữ liệu gì về Trung Quốc cả. Jack Ma cho biết, sau đó tôi nói với bạn mình, tại sao tôi không làm thứ gì đó về Trung Quốc? Thế là chúng tôi lập một trang web xấu xí tên là Trung Quốc. Jack Ma nhớ lại, đó chính là nền tảng cho sự ra đời của Alibaba, một thị trường điện tử dành cho thông tin. Nếu tôi nghĩ tương lai sẽ như thế này, còn người khác nghĩ tương lai như thế kia, thì rõ ràng là chúng tôi khác nhau. Khi tin vào tương lai của mình, chúng tôi sẽ bắt tay vào thực hiện. Nếu mọi người đều tin vào điều đó, bạn chẳng có cơ hội nào. Nếu không ai tin vào điều đó, nhưng bạn tin, bạn chứng minh được, thì đó là cơ hội của bạn, vị tỷ phú này cho biết. Bài học số 7, không bao giờ bỏ cuộc. Jack Ma từng bị từ chối rất nhiều lần trong đời. Tôi đã trượt kỳ thi quan trọng ở trường 2 lần, riêng cấp 2, tôi trượt đến 3 lần. Jack Ma cho biết, tôi đã ứng tuyển vào Harvard, nhưng bị từ chối 10 lần. Cuối cùng ông học và tốt nghiệp Học viện Sư phạm Hàng Châu, chuyên ngành sư phạm tiếng Anh.
Jack Ma cũng từng bị hãng gà dán KFC từ chối đơn xin việc, có 24 người ứng viên, nhưng chỉ mình ông trượt, còn tất cả đều được nhận. Thậm chí ông còn thất bại khi xin làm cảnh sát hay bồi bàn tại một khách sạn 4 sao ở Hàng Châu, em họ ông thì được tuyển. Kể cả sau khi thành lập Alibaba, ông cũng phải đối mặt với sự từ chối. Năm 2001, Jack Ma gọi 5 triệu đô la Mỹ tiền vốn từ các nhà đầu tư Mỹ nhưng cũng bị khước từ. Tuy nhiên, ông không bỏ cuộc và đến năm 2005, Yahoo đã mua phần lớn cổ phần tại Alibaba. Năm 2014, Alibaba đã lập kỷ lục chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng ở mức 25 tỷ đô la Mỹ. Quan trọng là bạn không được để thất bại khiến mình chùn bước. Dĩ nhiên là bạn chẳng vui vẻ gì khi người khác nói không. Hãy đi ngủ, thức dậy, rồi bắt đầu lại từ đầu, ông khuyên. Jack Ma cho biết, chính nhân vật Forrest Gump đã truyền cảm hứng cho ông, tôi yêu Forrest Gump, bởi câu nói, đơn giản thôi, đừng bao giờ bỏ cuộc. Bài học số 8, sử dụng các kỹ năng mà mình có. Tôi không hiểu gì về công nghệ, tôi không hiểu gì về marketing, tôi không biết nhiều thứ, Jack Ma khẳng định, tôi chỉ hiểu con người. Vì thế, ông đã tận dụng khả năng này. Ông học cách truyền cảm hứng và khơi gợi sức mạnh trong mỗi người khi còn là giáo viên tiếng Anh. Ông động viên, khích lệ đồng đội của mình. Jack Ma đã tập trung năng lượng của mình vào những người ông phục vụ và những người cùng ông xây dựng công ty. Ông không quá quan tâm tới việc làm hài lòng các nhà đầu tư vì họ rất dễ thay lòng đổi dạ. Khi bạn gặp khó khăn, họ sẽ nhanh chân chạy mất. Hãy dành thời gian cho khách hàng. Hãy dành thời gian cho người của bạn, đồng đội của bạn, người sáng lập Alibaba khuyên. Đừng dành thời gian cho các nhà đầu tư. Đừng dành thời gian cho đối thủ. Khi nhìn mọi người, bạn phải muốn phục vụ họ. Khi nhìn đồng nghiệp của mình mà thấy họ hạnh phúc, bạn sẽ thắng. Chỉ đơn giản thế thôi. Bài học số 9. Kỷ luật với bản thân. Trong cuốn sách Cách ngôn liên bích còn nói rằng, người quyết đoán trông bên ngoài có vẻ bận rộn, nhưng trong lòng thường nhàn nhã, người giống như nhàn nhã, trong lòng thường rất bận rộn. Điều khó nhất trên đời mà ít người làm được là kiềm chế bản thân. Nếu muốn có cuộc sống như ý muốn, bạn phải có sự hy sinh nhất định. Sở dĩ một số người có xuất phát điểm rất bình thường nhưng lại đạt được thành tích đáng ngưỡng mộ là bởi vì họ sống có kỷ luật và nghiêm khắc với chính bản thân. Người có xuất phát điểm không tốt, không có quan hệ, sẽ không thể thay đổi tình thế, bước lên tầm cao mới. Nếu không tự đặt ra kỷ luật cho bản thân và tự giác khổ luyện, con người sống phải có nguyên tắc nhất định để tuân theo. Một người trông bên ngoài thì bận rộn, nhưng trong đầu họ thường đã sắp xếp mọi việc ổn thỏa, biết mình cần làm gì, làm thế nào để đạt được mục tiêu, dù không biểu hiện ra bên ngoài. Nhưng họ đã muốn làm gì thì nhất định sẽ đạt được điều đó. Trong khi đó, người do dự, hành động chậm chạp, nhìn tưởng thư thái, thong thả, nhưng thật ra trong đầu rất hỗn loạn, không biết nên làm gì trước, làm gì sau, nên làm gì, không nên làm gì, người như vậy rất khó thành công. Bài học số 10. Điều cuối cùng là hãy tôn trọng bản thân. Nếu không có tiền và mối quan hệ, bạn sẽ luôn bị coi thường. Nhiều người sẽ cảm thấy lạc lõng, thậm chí có cảm giác tự ti vì điều này. Nếu trong suy nghĩ của bạn có một bóng đen thì nó sẽ khiến mọi thứ trở nên khó khăn. Thực tế, ánh mắt của người khác luôn hữu ích nếu bạn biết sử dụng nó đúng cách. Nếu lấy ánh mắt khinh thường của người khác làm động lực, bạn sẽ trở nên mạnh mẽ. Song nếu xem nhẹ ánh mắt của người khác, bạn có thể trở nên yếu đuối. Vậy nên, tại sao chúng ta không coi những lời đánh giá hay ánh mắt soi xét là động lực? Cân nhắc ý kiến đánh giá của người khác không có nghĩa là bạn được phép tự kiêu, bởi nó sẽ là tấm khăn đen che mờ mắt bạn như gai mọc trên thân. Kiêu ngạo sẽ khiến người khác tránh xa bạn. Giành được sự tôn trọng và công nhận của người khác thường là khởi đầu cho quá trình chuyển đổi của một người, bởi điều này cho thấy
bạn là một người đáng tin cậy, nhờ thế có thêm nhiều cơ hội và sự hợp tác. Nhưng để có được sự tôn trọng của người khác, bạn cần dùng thời gian để chứng minh. Song trước đó, bạn phải tôn trọng chính mình trước. Nếu bản thân không tôn trọng chính mình, bạn sẽ không được ai tôn trọng, không khiêm tốn, cũng không kiêu ngạo. Là cách tốt nhất để tôn trọng bản thân và nhận được sự tôn trọng từ mọi người. Khởi nghiệp thành công, chúc bạn nhanh chóng đạt được sự giàu có và thịnh vượng, không phải đau đầu vì kiếm tiền. Mỗi chúng ta đều có thể trở thành chỗ dựa vững chắc cho chính mình. Trên thế giới này, người nào cũng đều rất bận rộn, không có ai có thể luôn bên cạnh bạn. Trong xã hội ngày nay, ai ai cũng thấy mệt mỏi, sẽ có rất ít người mỗi phút, mỗi giây đều quan tâm tới bạn, sẽ không có ai luôn luôn giúp đỡ bạn. Mỗi lúc gặp ưu phiền, vậy tại sao cứ phải đi khắp nơi tìm kiếm sự an ủi? Sẽ không có người luôn luôn thay bạn chắn gió che mưa khi giông bão ập tới. Vậy tại sao cứ phải tìm người để gửi gắm hy vọng? Không phải tất cả uẩn khuất chúng ta phải chịu đều có người thấu hiểu. Nếu đã như vậy, chi bằng đem tất cả biến thành nước mắt, khóc xong rồi cuộc sống tươi đẹp vẫn ở phía trước. Không phải mọi sự mệt mỏi đều sẽ có người sẽ vì ta mà đau lòng. Nếu đã vậy, không cần lúc nào cũng phải nói ra. Khó khăn qua đi lại sẽ là một lần trưởng thành. Chúng ta không còn là những đứa trẻ, té ngã có người đỡ nâng, cần người dỗ dành. Tự bản thân phải đứng dậy, phủi sạch bụi, kiên cường bước tiếp. Chúng ta cũng không phải là người già, lúc bệnh cần đưa thuốc, đưa canh, chính mình phải tự đứng dậy, kiểm tra nhiệt độ cơ thể, rồi lại quay về với vòng quay công việc. Đừng cố gắng tìm kiếm sự an ủi, mà lúc nào cũng phải đem khó khăn của mình nói với người khác. Không ai có thể thay ta làm những chuyện ta nên làm. Cũng đừng vì muốn nhẹ lòng mà suốt ngày than nghèo, kể khổ với người khác. Sự vui vẻ mà bạn muốn, không ai có thể cho được. Lúc cô đơn, khi chúng ta chỉ có một mình, chúng ta có mất đi bất kỳ chỗ dựa nào, cũng vẫn phải sống thật tốt, cũng phải mỉm cười tới phút cuối. Một mình chịu đựng những khó khăn sẽ khiến chúng ta ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn, lau đi giọt nước còn vương nơi khóe mắt, nụ cười của bạn sẽ càng tươi sáng hơn. Trong thế giới rộng lớn này, sẽ không có người thứ hai giống như bạn. Trong xã hội có vô số người này, ai cũng đều rất bận rộn, mệt mỏi, không ai có thể thay bạn gánh vác tất cả, không có ai luôn luôn giúp bạn. Không có nhiều tiền của, bạn có thể từ từ kiếm. Không có xe, chẳng có nhà, tự mình cố gắng dành dụm mua. Nếu công việc nhàm chán, vô vị, cũng phải tự mình kiên trì tới cùng. Còn tình cảm mà thấy lạnh nhạt, vậy chọn cách quên đi. Người khác, dù là bất cứ ai, cũng không phải là bạn. Không sống cuộc đời của bạn, sẽ không hiểu cảm giác của bạn, càng không biết những khó khăn bạn gặp phải. Khi phải chịu uẩn khuất, không có người thấu hiểu, vậy hãy để nước mắt xóa sạch tất cả. Cuộc sống phải dựa vào chính mình, bỏ qua nguy hiểm, tươi cười bước tiếp. Người quan tâm bạn có thể giúp bạn một lần, nhưng không thể giúp bạn cả đời. Chúng ta đều là những người trưởng thành, đều phải tự lực cánh sinh, dựa vào cha mẹ. Có một ngày cha mẹ sẽ già yếu, dựa vào bạn bè. Bạn bè cũng có lúc gặp phải khó khăn, vấp ngã phải tự mình đứng dậy, lần sau mới cẩn thận hơn. Thất bại cũng phải phấn chấn trở lại, thành công sẽ sớm tới với bạn. Phụ nữ dựa vào chính mình sẽ không phải van xin quỵ lụy, đàn ông dựa vào bản thân, ý chí sẽ không bị mai một. Dựa vào chính mình mới có thể thoải mái vui cười, dựa vào bản thân mới có thể sống một cách thật tươi đẹp. Mỗi chúng ta đều có thể trở thành chỗ dựa vững chắc cho chính mình. Sách tóm tắt: chúc bạn thành công.